Trừ 17 triệu còn 8 triệu đúng không? Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhé. Thưa toàn thể các bác thân mến, là theo như em đã chia sẻ một cái đường link đúng không ạ? Nó là bán đẩy Mỹ, mua đẩy tàu. Liệu có phải là quá dài hay không? Thì các bác sẽ cùng xem em test ở cái video này nhé. Mời toàn thể các bác của anh em tham khảo một chút. Các bác thân mến, hiện tại là đang được đón tiếp bác khách hàng, đó là bác Thăng có địa chỉ tại Kinh Môn Hải Dương. Bác có nhu cầu muốn đổi một con đẩy Crown Macrotech 3600VRS sang con đẩy CLIBX mã số DS2004. Đấy, thì các bác cảm nhận chất âm của hai con thì em cũng xin được chia sẻ luôn. Em quay ngắn gọn đơn giản thôi con đẩy này đúng không ạ? Thì là một con đẩy Crown 3600 mã số là Macrotech. Con đẩy này nó rất là quen thuộc toàn thể các bác rồi. Em mua lại của bác Thăng giá 17 triệu đồng. Đấy, nếu như các bác có nhu cầu em bán cho các bác với giá 17 triệu nhưng em không bảo hành. Còn nếu các bác muốn em bảo hành trong một tháng thì em sẽ bán với giá 18 triệu đồng. Vâng nhá. 18 triệu đồng. Ngay bây giờ em mời toàn thể các bác sẽ cùng nghe chất âm của con đẩy CLIBX DS2400. Em đánh với một đôi loa bình thường thôi các bạn, một đôi loa Trung Quốc sản xuất. Các bác thân mến, bác Thăng đã cảm nhận thấy sự khác biệt đúng không ạ? Tiếng khác hoàn toàn nhau. Và anh đã quyết định đổi. Một nữa em sẽ giới thiệu về con đẩy bên dưới. Chào anh Thành Nguyễn nhá. CNBX DS2004. Những con đẩy đánh với những đôi loa JBL bao hay, bao đúng bài. Đây là con đẩy chạy mạch Class D, công suất trên 2000W một kênh, dòng đẩy size 1U. Đánh một đôi loa Trung Quốc đẻo thôi các bạn, không cần loa đẹp làm gì cả. Ok, chỉ đơn giản như vậy các bác nhé. Em bao cho các bác tiếng 2, đánh với JBL, đánh đôi súp kép. Ok chưa? Và chiều nay em sẽ lắp một con này ở bên Kinh Môn nữa các bác nhé. Chiều nay sẽ lắp một con này bên Kinh Môn nữa. Em giới thiệu về con đẩy Crown này một chút. Bác Thăng có mua con đẩy này của em từ năm ngoái đúng không ạ? Từ năm ngoái đến bây giờ được khoảng hơn 1 năm các bác nhá. Đã qua một lần sửa chữa tại phòng kỹ thuật bên cửa hàng. Các bác lưu ý nhá. Nếu mà nói con này nguyên zin bản 100% là không phải. Đấy, con này đã một lần sửa chữa và anh Thăng quý mến tin tưởng là có một lần bị lỗi gửi về cho em. Em gửi cho bên kỹ thuật của cửa hàng, anh em đã sửa chữa rồi. Đúng không các bác? Nay anh có nhu cầu muốn đổi sang con đẩy CLB nhà em bán lại. Em nói rằng là con này của anh bây giờ mua một năm, hơn một năm rồi. Và nó cũng đã có can thiệp sửa chữa, em sẽ mua lại với giá là 17 triệu. Đấy, và bây giờ nếu các bác có nhu cầu em sẽ bán cho các bác với giá là 18 triệu, em bảo hành một tháng. Còn nếu các bác mà không cần bảo hành, gửi vào cho anh thử được ok luôn, em bán cho các bác 17 triệu. Ok nha các bác. Đấy, làm nó song phẳng. Các bác cần bảo hành để cho yên tâm, thêm tiền cho em. Còn các bác không cần bảo hành, gửi vào anh thử test được cái ok, anh thanh toán tiền đúng 17 triệu luôn. Nhất trí cho các bác. Lét là nẹt các bác nhá. Đấy, các bác thử đánh giá xem bán đẩy Mỹ mua đẩy tàu nó có xứng đáng hay không. Đấy, các bác có quyền đánh giá ý kiến của bản thân mình các bác nhá. Các bác thân mến, CLBX nếu bây giờ so sánh, các bác có điều kiện chơi những con ví dụ như là Powershop hoặc là Lap Lupin hoặc là những con DBX xịn đúng không ạ? Còn nếu mà trung bình các bác lấy cho em con đẩy này CLIBX, nó có nhiều mã DS1600, 1800, 2400, 2200 các bác nhá, để các bác lựa chọn. Em bao cho các bác của anh em là rất rất hay, tiếng sáng. Và em nói rồi, cũng đã chia sẻ rồi đúng không ạ? CLIBX DS2400 đánh với những đôi loa JBL 4 số, bao là đồng bộ, bao là một cặp đôi luôn. Và anh Thăng đang đánh con đẩy này cho đôi loa gì anh Thăng nhỉ? 4735X đúng không ạ? 4735X các bác nhá. 4735X.
Đấy. Còn chiều nay em sẽ test với một đôi loa JBL 725 thì xin kính mời các bác của anh em đón xem. Chiều nay dự kiến giờ em test khoảng 5 giờ các bác nhá. 5 giờ em sẽ test tại ở Kinh Môn Hải Dương, nhưng không biết là bác ở xã Thăng Long hay xã Hiệp Hòa gì đó. Chiều nay các bác sẽ cùng xem nhá. Ok ạ. À. Các bác thân mến, với một lời nói với anh Thăng là như này, nếu như cảm thấy có một gì đó mà vẫn không yên tâm, không lăn tăn, đúng không ạ? Thì em cho phép và giới hạn một tuần. Ví dụ như hôm nay là buổi trưa. Hôm nay buổi trưa ngày bao nhiêu anh Thăng nhỉ? Hôm nay buổi trưa ngày mùng 10 tháng 9 đúng không ạ? Thứ tư ngày mùng 9 tháng 9. Đấy, anh Thăng cầm con đẩy này về nghe một tuần. Nếu cảm thấy mình bỏ đồng tiền nó không xứng đáng, đúng không ạ? Nó không xứng đáng. Bỏ thêm đồng tiền mà nó lại không hay bằng đẩy cũ, cầm quay lại em trả lại đẩy cho anh, không bớt một nghìn nào. Ok chưa các bác? Còn các bác nào muốn mua đúng một tuần em sẽ gửi hàng các bác nhá. Đúng một tuần em sẽ gửi hàng. Ok chưa các bác? 18 triệu đồng bảo hành một tháng, 17 triệu là bán sang tay. Và con này đã có sửa chữa các bác lưu ý nhá. Đã có sửa chữa. Còn sửa cái gì thì em nói thực sự là em không biết, bởi vì là em chỉ gửi cho bên kỹ thuật, bên cửa hàng thôi. Đó. Em có anh Cao Phạm ạ. Select 4 kênh có anh Vũ Huy Hoàng nhá. Em chào bác Đặng Văn Đông ạ. Ok anh Thành Nguyễn chất như lớp cất chưa ạ? Và các bác nghe nhá. Các bác nghe tiếng tép của loa tàu. Tiếng nó sáng nó sắc lắm các bác ạ. Con này đánh 4738 rất là hay anh Việt Nguyễn nhá. Bao đánh như đôi loa 4 số có độ nhạy cao. Có 4 kênh anh ạ. À. Anh Vũ Huy Hoàng nhá. Quên sầu tim vui mà sao nhớ nhau. Mỗi năm thu sang về đây ba đứa em chiều. Em chào bác Đông Đông nhá. Sao tim vui mà sao nhớ nhau. Mỗi năm tu sang về đây ba đứa nghe mưa chiều. Vâng ạ, à, em nghĩ là chắc là nó bằng khoảng 5 điểm so với Power Shop đúng không ạ? Power Shop khoảng 170 triệu một chiếc. Các ơi, Power Shop khoảng 170 triệu một chiếc, bãi tầm khoảng 80 đến 90 triệu một chiếc. Thì con này mới tinh 25 triệu thì xin được 5 điểm là đã quá đáng rồi đúng không các bác? Như em nói rồi, em bao cho các bác là tiếng hay, tiếng sáng và lời ca sĩ phải nói là rất là sáng luôn, tiếng tép và sắc nét. Các bác có nhu cầu mua con đẩy Crown 3600 bên dưới có thể đặt hàng các bác nhá. Đúng một tuần nữa thì anh Thăng không có gì thay đổi là em sẽ gửi hàng đi cho các bác của anh em. 18 triệu em bảo hành một tháng, 17 triệu là em mua của anh Thăng. Nếu các bác không cần bảo hành em bán sang tay 17 triệu luôn. Lãi ở con đẩy này rồi, được không các bác? Đúng rồi anh Đông Đông ạ. Con đấy thì nó vẫn là chạy sò sắt bình thường anh nhá. Em chào anh Hải Nguyễn ạ. Em chuẩn bị cơm trưa đây. Em chào anh Nguyên Vũ nhá. Các bác lưu ý là chiều nay em sẽ test con đẩy này với một con vang số, một bộ mic, một con quản lý nguồn và một đôi loa 725. Đơn giản như vậy thôi. Con đẩy DS2004 các bác nhá. Để các bác sẽ cùng nghe chất âm. Thì nó sáng lắm các bạn. Ok, chỉ đơn giản như vậy nhé. Các bác liên hệ cho em. Các bác có nhu cầu muốn mua con đẩy CLX để đánh những đôi loa, ví dụ như đôi loa Subkep hoặc những đôi loa JBL, những model loa cao cấp để có chất âm hay, thì liên hệ cho em. Và các bác muốn mua con đẩy Crown 3600 này với giá 17 triệu hoặc 18 triệu cũng liên hệ với em. Em xin phép chào toàn thể các bác nhé. Cảm ơn anh Đông Đông, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Đấy, xin phép chào toàn thể các bác. Và các bác cứ đánh giá xem là đổi đẩy Mỹ lấy đẩy tàu có chuẩn không. Đấy các bác nhá, có ok hay không. Vâng, ok Đông Đông nhá. Vâng, ok em. Nhất trí rồi. Xin cảm ơn toàn thể các bác. Em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo nhé các bác nhá. Các bác thân mến, chiều nay là em
sẽ đóng hai đôi loa to này đi cho các bác này. Và em lại mong muốn bán tiếp, bán rẻ, bán giá hợp lý một đôi loa súp Wattfaden nữa. Thì mong các bác của anh em ủng hộ nhé. Đây ạ, trong mấy ngày vừa qua thì em đang bán rất nhiều những đôi loa to để cho cửa hàng nó có thể là rộng hơn và khang trang hơn. Thì đã có các bác khách hàng ủng hộ hết rồi. Đây ạ, đôi loa 2 bát, 2 bát 30 B3 bãi xịn này là có chủ nhân rồi nhá. Đôi loa 2 bát 40 B3 này có chủ nhân rồi các bác nhá. Đấy, còn đây ạ, chiều nay thì test hai đôi loa này gửi đi thì em xin được bán một đôi súp kép. Đây ạ. Một đôi súp kép 2 bát 40 Wattfaden các bác nhá. Hai chiếc là một đôi Wattfaden Pado. Đây là loa này là loa xịn các bác nhá, loa bãi xịn. Wattfaden thì các bác biết rồi đúng không? Thương hiệu của Anh Quốc. Ok cho các bác. Thì là giá cả của nó thực tế các bác có thể gọi điện hoặc là chiều nay em sẽ làm video thông báo giá. Chỉ có điều là mong toàn thể các bác có nhu cầu gọi điện sớm bởi vì tất cả đôi loa em bán cái giá đó là tốt nhất rồi. Giá tốt nhất. Đấy. Thì là các bác gọi điện sớm, nếu không thì sẽ lại không kịp. Rất nhiều các bác nói rằng là tiếc quá không mua được đôi loa 2 bát 40 của em. Em đang bán 2 ngày sau em mới bán được các bạn. Đấy, nhưng bây giờ các bác một tiếc thì cũng không kịp rồi. Chiều nay em đóng hai đôi này đi. Một đôi 40 2 bát này đúng không ạ? Đấy, hay là loa 2 bát 40 một tép kèn từ 17 này giá 21 triệu. B3S2153 21 triệu là giá hợp lý rồi. Bình thường đôi loa này chúng em phải bán với giá khoảng 22 triệu đến 22 triệu 500. Vâng. Còn đôi loa này ạ, 19 triệu 2 bát 30. Các bác nhá. À đây các bác ơi, em có 3 đôi X8Y, loa này sửa chữa hết rồi các bạn. Giá 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một đôi. Thôi cứ tính triệu rưỡi một đôi đi, bán cái vỏ các bạn. Bán vỏ với phân tần bây giờ triệu rưỡi cũng được các bác nhá. Triệu rưỡi một đôi X8Y loa sửa chữa rồi các bác nhá. Sửa chữa loa bát, sửa chữa loa chung, phân tần còn zin. Ok cho các bác. Đó, các bác có nhu cầu mua đôi X8Y này, 1 triệu rưỡi một đôi. Em bán hết những cái đồ lẩm khẩm đi các bạn. Vâng, em chào anh Hạnh Nguyễn nha. Em chào anh Minh Toán Đăng ạ. Tàu thì rẻ, muốn chơi 4 loa hoặc loa to thì phải mua tàu thôi. Vâng. Bãi nước ngoài hay Việt Nam vậy anh? Nói chung là bãi của Trung Quốc anh ạ. Hỏi câu đấy thì em đã không muốn trả lời rồi. Ok chưa các bác? X8 làm lời quá chất. Đấy, triệu rưỡi một đôi các bác lưu ý này. Mua đôi vỏ của X8Y này với một đôi phân tần của nó triệu rưỡi cũng không mua đâu các bạn. Nên là các bác mua qua như em tặng các bác loa bát với loa chung. Các bác lưu ý nhé, bát với chung làm lại hết rồi, em chả biết làm lại gì, chỉ biết là làm lại thôi. Và những đôi loa này em khuyến cáo là không gửi bưu điện được các bác nhé, chỉ gửi xe khách thôi hoặc các bác đến nhà lấy. Em có 3 đôi thôi các bạn, bán hết. Tại sao lại không gửi bưu điện được? Bởi vì là cái loa của nó hình như là bị gãy xương em gắn lại. Đây này, nó như thế này các bạn. Em chào anh Bùi Thân nhá. Em chào anh Điệp Lê ạ. Em bán hàng thì cứ nói thật, nói thẳng luôn, chẳng có gì ngại giấu cả. Đây các bạn này, tại sao loa không gửi đi được à? Đây nó gãy à các bạn, nó gãy xương này. Gãy 1 này, 2 này, 3 này. Đấy nó gãy các bác hiểu không ạ? Nó gãy như thế này, khi các bác vận chuyển đi sang một đường bưu điện ấy, Anh em quăng quật nó lại gãy lại thì nó phí. Các bác hiểu không ạ? Qua như vào nó không dùng được, đúng không các bác? Đấy. Đôi loa X8Y 1 triệu rưỡi một đôi đi, bán hết thì thôi. Đấy, loa em nói lại nhá, loa chung loa bát sửa chữa hết rồi, đúng không? Các bác cảm thấy mua thì là ok thôi. Loa em bao tình trạng là hát hay, hoạt động bình thường các bác nhá. X8Y em còn 3 đôi nữa. Ok chưa? Em ơi đóng giá thêm cho anh. Đấy các bác nhá. Em tiếp tục giới thiệu lại một đôi loa Wattfaden nữa, đôi loa súp kép 2 bát. Các bác nào cảm thấy vừa việc, vào được việc thì ủng hộ cho em. Đôi loa này nếu như là hợp nhất là các bác có một phòng karaoke rộng. Loa xịn các bác nhá, loa xịn Anh Quốc ấy chứ không phải loa tàu đâu các bác. Loa xịn này. Hoặc là các bác có một cái phòng trà các bạn, một cái phòng trà đánh đôi súp này bao hay các bác nhá. Bao hay. Còn giá của nó thì em xin phép là buổi chiều ngày mai sẽ thông báo, các bác có thể gọi điện trước thì em xem lại sổ em sẽ báo giá. Nói chung là giá hợp lý nhất cho các bác cùng anh em. Một đôi súp kép 2 bát 40 Wattfaden. Các bạn nhá, Wattfaden Pado. Đôi này thì hôm vừa rồi nó có cả loa full, đáng em bán chậm một tí nữa thì bác lấy cả loa súp cả loa full. Thế là bán nhanh quá bác khách hàng mua mỗi loa full thôi không và đón đến bây giờ. Đấy. Vâng ạ, em xin chào tất cả các bác nhá.
Rẻ thế không rẻ đâu anh ạ, em bán giá hợp lý rồi, không phải rẻ đâu anh ạ, bán giá hợp lý. Còn đồ rẻ thì nó lại không tốt đúng không ạ? Gọi là giá hợp lý vừa tầm tiền để các bác đầu tư. Đôi loa này nếu mà như em bán 21 triệu là nhiều bác tiếc là đúng rồi. Em chào anh Chính Phạm. Nhưng mà có chủ nhân rồi. Đôi này là bao zin này, 21 triệu. S2153, 2 bát 40 gân đen sống lưng ở giữa. Từ bát 19 coi 800, từ tép 17 coi 7,2. Đấy. Còn đôi này giá 19 triệu là giá cũng hợp lý các bác này. Đấy, 2 bát 30 từ 17 coi 7,6 này, một chung của X8i này, một tép từ 14 coi 4,4 này. Đây chả là bãi rác là gì, cứ mau của Quang Ngọc Hải Dương. À, vâng đúng rồi, mua đâu là quyền của toàn thể các bác ạ. Ok chưa? Mua đâu là quyền của toàn thể các bác. Các bác có tiền đấy, các bác lên trên trời mua cả Ngọc Hoàng cũng được. Em chào anh Nguyễn Huy nhá. Đấy. Còn quan điểm làm việc của em đúng không ạ? Hàng bãi không tân trang. Các bác chỉ cần có một kiểu ảnh hàng của em gửi từ Hải Phòng về đúng không ạ? Em cho không các bác bất cứ một cái sản phẩm đấy. Các bác lưu ý nhá. Chỉ cần ai quay được một cái video hàng của em gửi từ Hải Phòng về đúng không ạ? Cho không toàn thể các bác bất cứ một cái gì các bác quay được video. Được chưa? Còn các bác lên nhớ nhá. Cái ô tô đấy ạ, nó bị tai nạn nó đâm bẹp đầu rồi đúng không ạ? Một tháng sau các bác quay lại không nhận được ra luôn. Đẹp, long lanh, gần như mới tinh đúng không ạ? Và coi như là mới tinh. Còn cái loa này các bạn, cái loa này nó không là cái gì đâu. Loa này nó chỉ là cái dòng loa rẻ tiền thôi các bạn. Nó chỉ có mấy chục triệu thôi. Cái ô tô vài tỷ các bác ạ. Nó còn đẹp được như mới. Cái loa này không là cái gì. Đấy, còn các bác nào em có một lời khẳng định trên kênh, ai có một video hàng của em từ Hải Phòng, từ chợ sắt về, tặng không cho toàn thể các bác. Cứ quay được cái gì em tặng ngay đấy. Ví dụ đôi loa này các bác quay được của em đúng không? Từ Hải Phòng hoặc từ chợ sắt về cho không các bác đôi loa 725 này. Đấy. Quan điểm làm việc của em, bãi là phải chuẩn từ bãi về, các bác lưu ý nhá. Còn bãi nhà em ấy chỉ có bãi rác thôi, chỉ có hàng đồng nát thôi. Nhưng em sẵn sàng cắt bao trực tiếp cho các bác của anh em xem. Đấy. Còn anh em mua hàng bãi đúng không? Đẹp xuất sắc 100%, 99%, tại sao cắt bao cho người ta xem đúng không ạ? Còn sao cứ phải bóng nừ quay làm gì đúng không các bác? Đấy. Chuẩn chưa? Đấy là những cái quan điểm làm việc của em. Còn hàng bãi của em nó không có bãi đẹp 98, 90, 95%. Nếu các bác cần những đôi loa bãi đẹp như thế, tốt nhất đừng gọi cho em làm gì cả. Ok chưa? Bởi vì em không có, nên cho nên không cần gọi. Đúng không ạ? Còn bãi của em nói rồi đúng không ạ? Nội thất em có thể bao đẹp. Còn con nào không zin em báo thẳng. Đấy. Còn một lần nữa em xin được nhấn mạnh toàn thể các bác, quan điểm của các bác thích mua hàng bãi đẹp đúng không ạ? 98-99% tốt nhất không gọi cho em bởi em không có. Đấy, còn các bác thích bãi bẩn đất cát cắt bao trực tiếp thì liên hệ cho em có. Đấy. Còn em nhấn mạnh lần nữa các bác đúng không ạ? Lưu ý rằng những cái sản phẩm nó hàng vài tỷ đúng không ạ? Nó bẹp cả đầu rồi, thậm chí là lát bét không còn cái gì đúng không ạ? Ví dụ như cái xe hơi đi ạ. Chỉ một tháng sau các bác không nhận được ra đâu, đúng không ạ? Và hàng bãi nó cũng vậy. Loa nó cũng vậy. Các bác có điều kiện cứ đi tham khảo đi ạ. Cứ đi tham khảo đi ạ. Còn muốn làm một cái loa nó mới không khó. Đây nhá. Các bác lưu ý này. Em có một đôi màng lưới. Em có một đôi màng lưới. Ví dụ như đôi màng lưới 725 này. Đấy, nếu như các bác cảm thấy hơi xấu đúng không ạ? Em sẽ gửi cái màng lưới đi các bác nhá. Em gửi đi và khi hàng quay lại em đố các bác nhận được ra đấy ạ. Các bác thích màu gì lên màu đó, các bác lưu ý nhé. Màu đen lên màu vàng cũng được, đúng không ạ? Lên màu vàng 9/9 cũng được. Đấy, 9/4, 4/9 đều được hết. Các bác lưu ý là như vậy nhé. Đấy, bởi vì các bác phải lưu ý này. Những bàn tay của người thợ Việt Nam ấy là giỏi nhất, các bác nhé. Nghiên cứu thì có thể hơi kém, nhưng tân trang thì là giỏi nhất thế giới luôn đấy các bạn. Em nói trước là để các bác. Đúng không ạ? Còn những đôi loa này thích đẹp, long lanh. Về anh, ok nhá. Vâng ạ. Đó. Đó, bởi vì là nghe một câu của bác khách hàng nói là em cảm thấy không hài lòng. Ok anh Tuân Phạm nhá, ok bác Đạm Văn Đông, chuẩn không cần chỉnh đúng không ạ? Đấy các bác lưu ý như vậy. Còn chỉ nói đơn giản với toàn thể các bác là một cái trường hợp đơn giản nhất như này này. Một năm ở Việt Nam đúng không ạ? Em có nói đơn giản ít nhất là có tầm khoảng độ vài nghìn vụ tai nạn đi đúng không ạ? Xe máy bẹp, ô tô bẹp. Đấy. Rồi là rất là nhiều những vụ xe ngập nước. Thế các bác thử nghe ở trên tất cả những cái trang hoặc những kênh YouTube đã ai nói là xe này bị đâm bẹp đầu người ta bán chưa? Hay là anh em đều cam kết là xe không đâm đụng, không ngập nước. Đấy. Thì các bác đã được xem thực tế ở trong thời
Ừ, đúng không? Của VTV quay đàng hoàng đúng không ạ? Rất nhiều vụ xe tai nạn, rất nhiều những xe ngập nước. Thế em hỏi các bác những cái xe đi đâu? Chẳng nhẽ hơi đông một cái người ta cho về tề lỗ, người ta cho về tề lỗ ở Vĩnh Phúc, người ta cắt sắt vụn ngay à? Đúng không? Không có đâu các bạn. Mà người ta làm lại, người ta bán lại cho các bác ấy. Cho nên là ai bán chuẩn, ai bán thật, đó là quyết định các bác nhé. Còn loa các bác có lưu ý này, loa bãi đẩy bãi về Việt Nam mình đúng không ạ? Ví dụ như là mua được lô đẹp thì lượng phải lỗi ít nhất là 10% hoặc 2%, còn những lỗi đến 6-7% thì đều phải sửa chữa mà tân trang và bán cho các bác, chẳng nhẽ anh em vứt đi hết là không có đâu. Việt Nam chúng ta là một đất nước vẫn còn nghèo cho nên phải tận dụng. Chính vì là nước mình nghèo hơn nước người ta mới phải dùng đồ cũ và dùng đồ bãi các bạn. Còn nếu mà có tiền cứ mới tinh mà chơi các bạn, châu Âu mà chơi. Ok, chính phạm nha, đúng mà đúng không ạ? Thôi em xin phép chào toàn thể các bác nhá, em chỉ quay giới thiệu sơ bộ như vậy thôi. Thang bác vừa cầm con đẩy về rồi. Em nói lại là con đẩy này đúng không? Em bán. Sao anh? À, hai giáp music em mày quên mấy. Hai giáp music. Vâng ạ, con đẩy của anh ấy là con đẩy của anh là con đẩy Crown. Nó vặn trực tiếp. Bây giờ anh ấy đổi sang con đẩy Selic phải cắm giáp music, phải đưa thêm hai giáp music. Con này em mua lại 17 triệu em bán 17 triệu nếu các bác không cần bảo hành. Còn nếu các bác cần bảo hành để cho yên tâm đúng không ạ? Thì giá 18 triệu bảo hành cho các bác 1 tháng. Em làm ăn nó đúng theo cái tiêu chuẩn đấy các bác ạ. Ok chưa? Làm việc rõ ràng. Tề lỗ quê em đâu anh? Chúc anh bán hàng tốt nhé. Bãi thì bãi nhưng vẫn ngon. À luôn ạ, nhất trí ạ. Em chào anh xoài xanh chấm muối nhá. Em chào anh Tư Trần Ngọc nhá. Tại sao cứ phải nói vậy? Mua được thì mua, không mua thì thôi, sao lại nói mất quan điểm? Đúng rồi anh Tâm Nguyễn Văn ạ, đúng không ạ? Hàng của em nó chỉ như vậy thôi, bác khách hàng cứ nói làm gì đúng không ạ? Anh ơi chớp làm gì, những thằng không hiểu biết. Ok anh Điệp Lê nhá. Mua hàng của A Luân mới biết là thật mà an tâm lắm. Ok anh Việt Nguyễn nhá, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. X12i em còn hàng loại 1 giá 7,8 triệu. Em còn hàng xịn giá 18,5 triệu. Thì sắp tới em lại rất là xin lỗi các bác là hàng mới nó lại lên giá một tí. Nó lên giá một tí thì mong các bác phải thực sự tha lỗi thông cảm. Em cũng không muốn lên đâu các bạn. Nhưng mà hàng nó lên, cước nó lên thì mong các bác của anh em ủng hộ. Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhá. Chiều nay em sẽ test một con đẩy CLBX 2004 nữa cho các bác của anh em tham khảo chất âm. Và các bác có nhu cầu muốn mua con đẩy bãi cầu rau đúng không ạ? Vừa lẽ em mua lại của anh Thăng thì liên hệ cho em nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một video tiếp theo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.